đã sinh rồi còn đảm, mắt chữ A miệng chữ O với những hộp cơm của cô gái 9X đi du học Đài Loan, làm thêm ở nhà hàng nhưng lại không thể thẩm đồ ăn nước bạn và cái kết. Vũ Thị Thơm, sinh năm 1999, quê Thái Nguyên, một du học sinh tại Đài Loan mới đây đã khiến dân tình mở mang tầm mắt với những bữa cơm đậm chất Việt. Theo đó, cũng như bao bạn bè du học khác, từ tháng thứ 2 sang Đài, Thơm đi rửa bát thuê ở một nhà hàng lẩu để kiếm tiền trang trải. Tuy nhiên một điều duy nhất Thơm không thể thích nghi được ở Đài Loan đó là đồ ăn. Vì vậy Thơm phải tự mình nghĩ ra các món Việt, tự mua nguyên liệu về nhà nấu nướng. Nhìn những bức ảnh của cô nàng, dân tình không khỏi tấm tắc khen ngợi, đúng là gái Việt có khác. Được biết, bạn bè Thơm rất yêu thích các món ăn cô nấu và thậm chí có người gợi ý gửi tiền để mình chuẩn bị giúp họ bữa trưa.